Rồi, xin chào tất cả các bạn. Lên đồng hồ 68 cho các bạn nha. Đồng hồ 68 cho anh em lên xe 68. Đồng hồ 68 thì nó có 1, 2, 3, 4, 4 số các bạn. Còn 67 thì nó có 5 số nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, đó 67. Đây là 68 này các bạn. Đồng hồ 68. Đồng hồ này đã được mở ra vệ sinh. Đã được mở ra vệ sinh. Nhỏ dầu nhớt, tra dầu nhớt vào. Và hiện tại bây giờ là kim số chạy ngọt ngào nha các bạn. Thông thường những cái đồng hồ này khi mà tháo trong xe ra thì nó đứng kim hết, nó không có chạy các bạn. Lâu quá nó hư. Đối với mấy dòng xe cúp thì đồng hồ dục chứ đồng hồ thiếu vậy các bạn. Mà riêng đồng hồ 67 là phải để dành, phải mở ra sửa lại, xài tiếp. Thì nó không có hư nhưng mà người ta mở ra người ta tra dầu nha các bạn. Nó là có dấu mở ra nha, có dấu mở ra. Còn người ta làm gì thì không biết. Mua bán thì mình có sao mà nói vậy thôi. Chứ các bạn hỏi làm gì thì không biết nha. Nói chung là tra dầu mỡ cho nó, cho chạy cho nó trơn tru mà. Trơn tru nha. Đây là đồng hồ 68. Đó, rất là đẹp nha. Thì anh em là có nhu cầu lên đồng hồ 68, anh em liên hệ số điện thoại cho màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản nào bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ miền trước ship hàng sau. Không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.